Okay. G. G. Sit. G. So beautiful. G. G. Okay. Right. This one. I'm so scared. There's nothing in the bag. That's fine. Come on, Aaron. Okay. Huh? Well, look picture. Look picture hả? Chờ chút xíu. Coi chân đẹp cho cái đó. Where we go next? Down, down. Down, down and down. Down, down, down. Wow, con buffalo kìa con. Wow. Đây nhiều thịt trâu. Thịt trâu. Cô có xem thịt trâu, thịt lợn đúng không ạ? Thịt trâu. Đấy, cái lạp xưởng. Thịt của con buffalo kìa con. Nè here. Nó ở đâu nó đâu rồi? Đi 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 kia rồi mà đi nhanh nhanh. Có chừng cho mọi. Du kế. Táo đỏ mua lấy đi, mua rượu pha bóp đi. Mua trà sân mà thường xuân. Thịt trâu gác bếp. Chú có bếp anh chị ở đây rất là chẳng đi à? Không đi đâu. Bóng đi đấy. Bóng đi đấy. Bóng đi đấy. Miền Nam lên đây thích thịt trâu gác bếp. Và bình thường thì đi cái tuyến loại cầu kính về thì sẽ rẽ vào một cái điểm gọi là điểm này thì bán rất là ngon và họ sẽ mời chúng ta ăn thử. Đấy, cũng như ung thì mua cũng như thì không. Ở trên này thì người dân rất là vui. Okay. Khu vực này thì là gọi là khu vực bãi hồng cổ, cũng là bây giờ là hết mùa hoa rồi đấy ạ. Nó nở rộ rất là vào khoảng tháng 4 tháng 5. Yeah. Mai thì mình sẽ lên ga cáp treo thì là sẽ có cái hoa hồng gọi là lớn nhất Việt Nam. Từ chỗ mà cáp treo lên Phan Xi Păng là bao nhiêu phút? Mình sẽ ngồi trên cáp treo là khoảng 15 đến 20 phút tùy theo cáp nó đi nhanh hay chậm. Thì từng ngày đấy ạ, có ngày thì cáp đi rất là nhanh, có ngày thì đi rất là chậm nữa. Chiều hôm qua em có dẫn khách lên đấy thì là cáp qua đi rất là chậm. Vậy hả? Chắc mưa gió hay sao? Không, ngày chiều hôm qua thì trời đẹp nha. Nhưng mà không hiểu sao đi chậm. Chỗ này có được vô không? Được vô ạ, mình được vô ạ. Nó tới tiệm mà em giới thiệu chưa hay là đứng lâu lắm nữa mình còn đi dài nữa. Và bây đây chưa phải là điểm chính của cái cát. Anh ơi. Điểm chính là cái chỗ nào? Điểm cuối cùng. Vậy hả? Thôi đi nữa đi. Mình không vào đây đúng không? Không. Không có gì cả. Ở chỗ này lạ nè, chỗ này lạ nè. Okay, let's go. What is this? Is this real? No. What else? Is that real? Wait, so it's not called gold? Con trâu này là con trâu thiệt hay con trâu giả? That's real.
Dạ, yeah, you can tap. Tap it. You want tap? Tap it. Tap it. Tap it. Đi con. Đừng có đạp cho nước theo ướt vậy. Chị ơi, nhà chị ơi, không làm con ăn nữa không? Có nấm lên chi nữa hả? Chị, đây là apple đấy. Apple táo mèo, bọn em trêu nhau là apple cat đấy chị. Táo mèo mà. Apple cat đấy chị. Bố chờ chút mẹ nắm tay quá đi té đó con. Bye. Okay. That's a big one. 16. Em, it's a golden apple. Chơi lê. Cái mặn. Ôi trời ơi, con ơi. 18. 17, 18 chứ chứ 19. Nào, con ơi, cái chỗ này mưa. Wow, rẽ xe nè. Nước này nó trơn trơn rồi, ngã nó chắc. Có dừng trên nha con. Quá đẹp luôn. Quá đẹp. Đây nha, mình đi vào trong này nha. Ok. Xem xem con. Cái này gọi là gì? Nhà trong phường nhà.